Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lập trình cùng Daryl. Và đây là loạt video hướng dẫn lập trình Scratch cơ bản. Bạn nhớ số 6, chức năng của các câu lệnh trong nhóm sự kiện. Chúng ta đã tìm hiểu được khá nhiều nhóm lệnh trong Scratch. Ngày hôm nay, ta đã đưa một nhóm lệnh rất quan trọng, đóng vai trò rất lớn trong Scratch. Đó là nhóm lệnh sự kiện. Nhóm lệnh có màu vàng như thế này. Và nhìn chúng cũng rất đặc biệt. Khác với các câu lệnh mà ta đã tìm hiểu, các câu lệnh, sự kiện đều có phần phía trên rất tròn, dường như không thể gắn được gì lên phía trên. Nghĩa là, đây là những câu lệnh đầu tiên nhất trong một giải lệnh. Vì thế, chúng mới đóng một vai trò rất quan trọng. Câu lệnh sự kiện mà ta tìm hiểu đầu tiên là câu lệnh sự kiện khi bấm vào biểu tượng lá cờ màu xanh. Trên màn hình chính của Scratch có một biểu tượng lá cờ màu xanh ở phía trên. Nó đóng vai trò là nút kích hoạt chạy chương trình Scratch. Muốn chạy được chương trình Scratch, ta cần phải sử dụng kèm với sự kiện khi bấm vào lá cờ. Giả sử chương trình của chúng ta có 4 câu lệnh ngắn như thế này thôi. Những câu lệnh này là của nhân vật AB. Đó là: thứ nhất, nhân vật chuyển sang trang phục ABC, sau đó phát âm thanh tiếng cười kèm với câu nói câu chuyện vui quá được hiển thị trên màn hình trong 2 giây. Cuối cùng, nhân vật sẽ chuyển sang trang phục ABD và kết thúc đoạn chương trình. Thông thường muốn chạy đoạn lệnh này, ta thường nhấy chuột vào nó, khi đó nó sẽ được kích hoạt và chạy. Nhưng đối với một chương trình hoàn chỉnh, không ai lại chạy như thế này cả, mà ta sẽ chạy chương trình bằng cách nhấn vào biểu tượng lá cờ màu xanh. Đó là quy tắc của Scratch. Để làm được như vậy thì ta chỉ cần kéo câu lệnh sự kiện khi bấm vào lá cờ và gắn nó vào đầu giải lệnh này mà thôi. Khi đó muốn chạy giải lệnh này thì chỉ cần bấm vào biểu tượng lá cờ ở phía trên màn hình chính. Lúc này chương trình sẽ được kích hoạt và chạy. Chương trình của chúng ta dù được viết đơn giản hay phức tạp cỡ nào đi chăng nữa, hễ có sự kiện khi bấm vào lá cờ ở phía trên thì chương trình vẫn sẽ được chạy mỗi khi bấm vào biểu tượng lá cờ màu xanh này. Nhân tiện nói luôn, nút màu đỏ ở cái bên nút lá cờ là nút dừng chương trình. Khi chương trình của chúng ta đang chạy, nếu như muốn dừng lại ngay lập tức thì hãy bấm vào nút màu đỏ này, chương trình sẽ được dừng lại ngay. Câu lệnh sự kiện tiếp theo mà ta sẽ tìm hiểu là sự kiện khi nhấn phím màu đỏ trên bàn phím máy tính. Lúc này, thay vì kích hoạt đoạn chương trình bằng cách bấm vào nút lá cờ, thì ta có thể kích hoạt bằng cách nhấn phím trên máy tính. Chỉ cần cái sự kiện này vào đầu giải lệnh. Sự kiện nhấn phím mặc định ở đây là phím trắng, tức là phím cắt. Bây giờ tôi sẽ nhấn phím cắt và đoạn chương trình ngay lập tức được thực thi. Ngoài phím trắng ra, ta có thể tùy chọn thay đổi nhấn phím khác, như nhấn phím mũi tên hay các phím chữ cái, chữ số trên bàn phím máy tính, hoặc là lựa chọn nhấn phím bất kỳ cũng được. Nhưng lưu ý rằng một số phím chức năng đặc biệt sẽ không được hiển thị ở trên đây. Ví dụ, tôi sẽ cho chạy đoạn lệnh này bằng cách bấm phím mũi tên sang phải. Mỗi lần bấm phím mũi tên sang phải, đoạn chương trình sẽ được thực thi. Hoặc ta có thể tùy chọn nhấn phím bất kỳ cũng được. Lúc này, bất kỳ phím nào trên bàn phím được nhấn, đoạn chương trình cũng sẽ được thực thi. Câu lệnh sự kiện tiếp theo mà ta tìm hiểu đó là sự kiện khi bấm vào nhân vật này. Đây được xem là một sự kiện rất quan trọng. Ta có thể xây dựng được các nút bấm ảo trên màn hình nhờ vào câu lệnh sự kiện này. Chỉ cần nhấn sự kiện khi bấm vào nhân vật này vào đầu giải lệnh thì lúc này bản thân nhân vật của chúng ta sẽ biến thành một nút bấm. Ta hãy bấm vào nhân vật AB để kiểm tra nhé. Và khi bấm vào, đoạn chương trình của chúng ta đã được thực thi. Ta thấy việc tạo ra một nút bấm trên Scratch cũng khá là đơn giản. Nhưng nhớ rằng sự kiện bấm nút chỉ áp dụng cho nhân vật AB mà chúng ta đang lập trình nhé. Khi bấm vào các nhân vật khác thì hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ khi bấm vào nhân vật AB thì mới có tác dụng. Câu lệnh sự kiện tiếp theo mà ta tìm hiểu đó là sự kiện khi phông nền chuyển sang một phông nền nào đó. Lúc này đoạn chương trình của chúng ta có chạy hay không, nó sẽ phụ thuộc vào phông nền. Ví dụ ở đây tôi lựa chọn trong sự kiện là phông nền Baseball 1. Nghĩa là đoạn chương trình của chúng ta sẽ được thực thi mỗi khi phông nền sân khấu chuyển sang Baseball 1. Bây giờ phông nền đang là Ballwalk. Tôi sử dụng câu lệnh chuyển phông nền để đổi sang phông nền Baseball 1, kích hoạt nó.
để xem đoạn chương trình có được thực thi hay không. Và ngay khi bóng nền chuyển sang baseball 1, đoạn chương trình của chúng ta đã hoạt động. Bây giờ tôi sẽ thử chuyển sang một phong nền khác, chuyển sang phong nền forest thử xem. Chương trình không hoạt động, chuyển sang phong nền forward, nhưng mà cũng không nói gì. Nhưng khi chuyển sang phong nền baseball 1 thì ngay lập tức nhân vật đã cười nói theo đoạn chương trình mà ta đã quyết. Câu lần sự kiện tiếp theo mà ta sẽ tìm hiểu là một sự kiện khá là đặc biệt. Để sử dụng nó, ta phải cần đến bộ hai câu lệnh. Một câu lệnh đóng vai trò là sự kiện có tên là khi nhận được một tin nhắn nào đó. Một câu lệnh đóng vai trò phát tin nhắn với một nội dung nào đó. Chúng sẽ được đi kèm với nhau và hoạt động có trơn tru, nhịp nhàng hay không đều phụ thuộc vào đoạn chương trình mà ta quyết. Để minh họa cách thức hoạt động của sự kiện này thì tôi sẽ mô phỏng một đoạn chương trình có sự tương tác giữa chú mèo Scratch và nhân vật Abby. Đối với chú mèo Scratch, tôi có đoạn chương trình như sau. Khi bấm vào lá cờ, nhân vật chú mèo sẽ phát ra âm thanh tiếng mèo kêu, đi kèm với câu nói "Hôm qua tôi mơ thấy mèo đẹp" được hiển thị trên màn hình trong 2 giây. Bây giờ, đã gắn thêm câu lệnh phát tin nhắn. Cho bấm vào tùy chọn thông báo mới. Lúc này, ta có thể tạo ra một tin nhắn với nội dung bất kỳ, ví dụ như tin nhắn kể chuyện cười. Xong rồi, bấm vào OK. Như vậy là ta đã đặt cho chú mèo phát đi tin nhắn kể chuyện cười sau khi đoạn chương trình này chạy xong. Tiếp theo, ta sẽ viết tiếp một số lệnh cho nhân vật Abby. Nhân vật Abby vẫn có các lệnh cũ như là thay đổi trang phục, phát ra tiếng cười và nói câu chuyện hay quá trong 2 giây. Nhưng ở đầu dãy lệnh này, ta gắn thêm vào sự kiện nhận tin nhắn. Cụ thể ở đây là nhận tin nhắn kể chuyện cười mà nhân vật chú mèo phát đi ở đoạn chương trình khi nãy. Như vậy là giữa hai nhân vật đã có liên kết lẫn nhau thông qua tin nhắn kể chuyện cười. Một nhân vật thì phát đi tin nhắn, một nhân vật thì nhận tin nhắn. Và để kiểm tra xem chúng có hoạt động trơn tru được hay không thì ta sẽ bấm vào sự kiện lá cờ để chạy kiểm tra. Ta thấy khi bấm vào lá cờ, chú mèo nói "Hôm qua tôi mơ thấy mèo đẹp" và sau đó nhân vật Abby đã nói câu chuyện vui quá. Vậy là chúng ta thực hiện việc giao tiếp thông qua gửi và nhận tin nhắn giữa các nhân vật thành công. Bây giờ, ta hãy thử chỉnh sửa chương trình một chút xíu để thấy được tầm quan trọng của việc tương tác giữa các nhân vật thông qua tin nhắn. Ta sẽ quay lại nhân vật chú mèo. Lúc này, thay vì cho chú mèo phát đi tin nhắn kể chuyện cười, ta hãy cho nó phát đi nội dung tin nhắn khác thử xem. Tin nhắn mới này ta đặt là câu chuyện. Chỉ vậy thôi. Còn đối với nhân vật AB, ta không chỉnh sửa gì cả, vẫn cho AB nhận tin nhắn kể chuyện cười. Lúc này ta thấy, việc phát và nhận tin nhắn giữa hai nhân vật đã lệch nhau. Để xem, chúng còn tương tác với nhau được hay không, thì ta sẽ bấm vào lá cờ để kiểm tra. Ta thấy rằng, chỉ chú mèo nói thôi, AB vẫn không nói gì cả. Lý do rất đơn giản là do tin nhắn gửi và nhận không khớp. Tin nhắn phải khớp thì chúng mới tương tác được. Bây giờ, ta hãy chỉnh sửa lại đoạn chương trình của nhân vật Abby. Ta sẽ cho chúng khớp tin nhắn bằng cách cho nhân vật Abby nhận tin nhắn câu chuyện. Lúc này, sự liên kết đã quay trở lại. Và để kiểm tra xem có đúng như vậy hay không, ta sẽ bấm vào lá cờ. Và chúng đã tương tác được. Một nhân vật thì nói, một nhân vật thì cười. Đối với các dự án lập trình lớn, việc sử dụng sự kiện phát và nhận tin nhắn là không thể thiếu. Chúng sẽ luôn luôn được thực hiện thường xuyên. Như vậy là qua bài hướng dẫn số 6, chúng ta đã biết được chức năng của các câu lệnh trong nhóm sự kiện như là sự kiện bấm vào biểu tượng lá cờ, sự kiện khi bấm phím, sự kiện khi bấm vào nhân vật, sự kiện khi phân nhân chuyển thành, sự kiện khi nhận tin nhắn và câu lệnh phát tin nhắn. Qua bài hướng dẫn đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay và hữu ích, các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.